Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Ictor Mobile Channel. Và hôm qua thì chúng ta đã thấy được sự xuất hiện của bộ đôi Samsung Galaxy S10 Lite và Samsung Galaxy Note 10 Lite tại CES 2020. Và qua đó thì các bạn đã thấy được rằng là chiếc máy đó có cấu hình như thế nào, có màn hình như thế nào, có thiết kế như thế nào và mức giá của nó ra làm sao. Và không biết là các bạn có đang chờ cái bộ đôi Samsung Galaxy S10 Lite và Note 10 Lite về để mua tại Việt Nam hay không, và cũng như là chờ những hàng xách tay về hay không. Còn theo mình thì mình sẽ không chờ nó, không chờ bộ đôi đó. Bởi vì sao? Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn chia sẻ kỹ hơn trong video này nhá. Đầu tiên với mức giá của hai cái sản phẩm này đi, thì với Samsung Galaxy S10 Lite sẽ có mức giá là 649 euro, và với Samsung Galaxy Note 10 Lite sẽ là 599 euro. Tức là dòng S năm nay, không phải dòng S năm nay mà là dòng S Lite, nó lại có mức giá cao hơn so với cả dòng Note Lite. Mình không nhắc đến vấn đề đấy, nhưng nếu như cái mức giá này và quy ra tiền Việt Nam thì các bạn sẽ thấy bây giờ cái tầm tiền đó chúng ta đã có thể mua được cái chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus hoặc là Samsung Galaxy Note 10 tại Ictor Mobile với cái phiên bản xách tay dành cho thị trường Mỹ hoặc là dành cho thị trường Hàn Quốc, thì nó cũng sẽ đều xem xem với nhau. Mức giá cụ thể thì các bạn có thể tham khảo tại Ictor Mobile thông qua đường link mình để phía bên dưới và mô tả của video. Ok, với cái tầm giá đó thì rõ ràng Samsung Galaxy Note 10 Lite lại không có quá nhiều điểm để cho các bạn có thể là chờ đợi. Bởi vì là một sản phẩm ra mắt ở đầu năm 2020 nhưng lại sử dụng con chip của năm 2018, đấy là Exynos 9810. Các bạn cũng sẽ có một dung lượng RAM thấp thấp thôi, nó cũng chả quá cao. Và những cái thứ khác về trải nghiệm màn hình hay là về camera thì nó cũng sẽ tỏ ra yếu hơn so với Samsung Galaxy Note 10 và Samsung Galaxy Note 10 Cộng. Vậy nên rằng là mình có thể bỏ chiếc máy này qua một bên, mà chúng ta hãy cùng nhau xét đến chiếc Samsung Galaxy S10 Lite. Thì với S10 Lite các bạn sẽ có gì? Các bạn sẽ có con chip Snapdragon 855, các bạn cũng sẽ có bộ nhớ RAM khá cao, và các bạn cũng sẽ có camera 48 megapixel. Nhưng sẽ có những cái điểm mà các bạn phải cần chú ý ở trên chiếc Samsung Galaxy S10 Lite này. Đấy là nó chỉ có màn hình là Full HD, nó chỉ có mặt lưng hoàn thiện từ nhựa, nó chỉ có 3 camera với độ phân giải lớn nhất là 48 megapixel. Nhưng cái camera góc siêu rộng của nó lại chỉ có độ phân giải là 8 megapixel mà thôi. Và cuối cùng thì các bạn sẽ có camera ở đấy là camera macro 5 megapixel. Tức là nó sẽ có một chút sự thay đổi ở phần tính năng chụp hình trên cái cụm camera này. Thế nhưng nó cũng có những sự thay đổi nhất định ở phần cụm camera trên chiếc Samsung Galaxy S10 Lite. Nó sẽ không còn là camera góc thường, góc siêu rộng và camera tele nữa, mà nó sẽ là camera góc thường, camera góc siêu rộng và camera macro. Nhưng cái độ phân giải của camera góc siêu rộng trên cái chiếc Galaxy S10 Lite nó cũng sẽ bị giảm xuống là 8 megapixel và 5 megapixel cho camera macro. Nói chung rằng là nó có những cái thứ mới mẻ hơn ở phần tính năng chụp, nhưng nó cũng đã cắt giảm đi, nó khác biệt so với cái tính năng của cái cụm camera trên những chiếc Samsung Galaxy S10 thông thường, Galaxy S10 cộng hay Samsung Galaxy Note 10. Và nếu như để mà nói chung là mình vẫn chưa được cầm cái chiếc Samsung Galaxy S10 Lite nên mình chưa thể nào mà nói được về cái chất lượng của nó ra sao, nhưng mà chúng ta đã được trải nghiệm cái camera của Samsung Galaxy Note 10, Note 10 cộng rồi, nên các bạn cũng sẽ không cần phải quá chờ đợi về cái cụm camera của chiếc máy kia. Thêm nữa thì về cái hoàn thiện của nó, như mình đã nói rồi, mặt lưng chỉ được hoàn thiện từ nhựa mà thôi, nó sẽ không mang lại cái cảm giác cao cấp như khi các bạn sở hữu những cái chiếc máy phiên bản bình thường như thế này. S10e lưng kính, S10 lưng kính, S10 cộng lưng kính, Note 10 lưng kính và Note 10 cộng lưng kính. Nhưng mà sang đến chiếc Samsung Galaxy S10 Lite thì tự nhiên lưng nhựa thì mình thấy nó cũng hơi buồn cười, và thiết kế cụm camera của nó cũng khá là cục mịch. Nó kiểu là giống mang một cái hơi hướng gì đó của chiếc Samsung Galaxy A51 mới ra mắt, hay là cũng có thể nói có thể là nó giống luôn cái cụm camera của Samsung Galaxy S11 năm sau sẽ ra mắt. Cái tiếp theo đấy là với Samsung Galaxy S10 Lite thì như mình đã nói, nó sẽ có con chip là Snapdragon 855, nhưng đó không phải là vấn đề để cho các bạn có thể chờ, bởi vì là hiện tại thì các bạn cũng có thể lựa chọn những chiếc Samsung Galaxy Note 10 đến từ thị trường Mỹ, Note 10 cộng đến từ thị trường Mỹ, chúng ta cũng đã có con chip Snapdragon 855 rồi, và các bạn cũng sẽ có bộ nhớ RAM khá lớn 8GB hoặc là 12GB cho từng phiên bản máy. Nói chung rằng là mình thì mình thấy bộ đôi Samsung Galaxy S10 Lite và Samsung Galaxy Note 10 Lite không có gì đáng để chúng ta chờ đợi, bởi vì mức giá của nó khi mà đưa về Việt Nam thì ít nhất cũng sẽ khá là xem và tương đương với mức giá của những chiếc Samsung Galaxy Note 10, Note 10 cộng đang bán tại thời điểm hiện tại.
nên mua những chiếc máy này ngay bây giờ vẫn sẽ là ngon hơn. Hoặc thậm chí khi mà những chiếc máy kia được đưa về Việt Nam thì những chiếc Samsung Galaxy Note 10, Note 10 cộng cũng sẽ có mức giá là hấp dẫn hơn. Còn các bạn thấy sao về bộ đôi Samsung Galaxy S10 Lite và Note 10 Lite mới được ra mắt tại CES 2020? Xin một comment để lại ý kiến của các bạn phía bên dưới phần luận của video. Còn bây giờ thì video của mình dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy hay đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của Itomobile. Xin chào và gặp lại bạn trong những video lần sau.